Xin chào tất cả các bạn, chị lại gặp lại các em trong phần phát trực tiếp buổi trưa ngày hôm nay. Tuy nhiên, nội dung mà buổi trưa ngày hôm nay chị đem đến sẽ đặc biệt hơn một chút. Những buổi học vừa rồi chúng ta tìm hiểu rất là nhiều về nghị luận văn học, đúng không? Thì trong buổi hôm nay chị sẽ cùng với chúng ta lắng nghe một đoạn văn nghị luận xã hội nhé. Bên cạnh mảng nội dung về nghị luận văn học thì nghị luận xã hội cũng là một trong những nội dung rất quan trọng trong đề thi của chúng ta, đúng không nào? Đối với môn văn thì bên cạnh kiến thức của các tác phẩm này, bên cạnh kiến thức khi chúng ta làm bài nghị luận văn học thì các bạn cũng cần phải trau dồi cho mình kỹ năng về nghị luận xã hội nữa. Và buổi học ngày hôm nay chị sẽ cùng với chúng mình lắng nghe để tìm hiểu xem là cách chúng ta làm một đoạn văn nghị luận xã hội thì cần chú ý những điều gì nhé. Xin chào các bạn. Rồi, xin chào các em. Chị đã thấy rất là đông các bạn vào xem rồi đây. Rồi, xin chào Lê Quỳnh, xin chào em Phan Cứng rồi này. Đúng rồi, chúng mình sẽ gọi bạn bè của mình vào học luôn nhá. Mà nội dung của buổi học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe một đoạn văn nghị luận xã hội được trích từ trong cuốn Sổ tay chinh phục nghị luận xã hội. Và đây là một bài văn về biểu hiện của truyền thống tôn sư trọng đạo. Về đề văn này thì có lẽ là không còn quá xa lạ hay là quá lạ lẫm đối với các bạn nữa, đúng không? Không chỉ là đối với các bạn lớp 9, mà đối với các bạn lớp 8 hay là lớp 7 thì chúng mình đã học đến nghị luận xã hội rồi. Và vấn đề liên quan đến truyền thống tôn sư trọng đạo là một trong những vấn đề tư tưởng đạo lý rất quen thuộc của chúng ta, đúng không? Thế thì với khuôn khổ của một đoạn văn nghị luận xã hội khoảng 200 chữ, giống như là trong đề thi vào 10 của chúng ta, thì chúng ta sẽ cần phải chú ý những điều như thế nào đây? Chị sẽ đem đến cho chúng mình những chú ý đó thông qua việc chúng ta lắng nghe một bài viết được trích trong cuốn Sổ tay chinh phục nghị luận xã hội của team học văn chị Hiên nhé. Đúng rồi, xin chào các bạn, xin chào các em. Về truyền thống tôn sư trọng đạo thì các bạn cũng đã được lắng nghe rất là nhiều rồi, đúng không nào? Thế thì đoạn văn mà ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng với nhau lắng nghe sẽ đi xoay quanh về nội dung chính, đó chính là biểu hiện của truyền thống tôn sư trọng đạo. Nào, đã có bạn nào sẵn sàng học buổi học ngày hôm nay cùng với chị rồi nhở? Các em nhớ là chia sẻ phần phát trực tiếp này để chúng ta lưu lại những phần kiến thức quan trọng nhé. Chị tin là đề văn này sẽ rất là cần thiết đối với chúng mình đấy. Rồi, ok. Xin chào các bạn. Đó, đúng rồi đấy, chính xác. Sẵn sàng rồi. Ok, thế thì đề văn của chúng ta như sau nhé. Đề bài cụ thể như sau. Đây là đề số 14 trong cuốn Chinh phục nghị luận xã hội. Nếu như bạn nào đã có trong tay cuốn sổ tay này rồi, các bạn có thể mở ra đọc cùng với chị luôn. Còn nếu bạn nào chưa có thì chúng mình có thể coi đây là một bài văn để chúng mình hình dung ra được những đoạn văn viết mẫu, những phần viết mẫu ở trong cuốn sổ tay này như thế nào nhé. Đề văn của chúng mình cụ thể như thế này. Bằng một đoạn văn 200 chữ, anh chị hãy nêu suy nghĩ về biểu hiện của truyền thống tôn sư trọng đạo trong xã hội hiện nay. Rồi, vậy là từ đề bài thì chúng mình xác định được vấn đề nghị luận chính là biểu hiện của truyền thống tôn sư trọng đạo trong xã hội hiện nay. Nhớ nhá, là biểu hiện đó. Ở đây, với khuôn khổ của một đoạn văn 200 chữ, thì đề bài sẽ chỉ yêu cầu chúng mình đi sâu vào một khía cạnh của vấn đề thôi. Sẽ khác với cả bài văn. Bài văn thì chúng mình sẽ đi sâu về tất cả các khía cạnh, đúng không? Ví dụ như là về vấn đề tôn sư trọng đạo, chúng ta có biểu hiện này, chúng ta có vai trò, chúng ta có ý nghĩa, chúng ta có bài học, vân vân. Tuy nhiên, trong khuôn khổ một đoạn văn ấy thì các bạn phải cần đọc kỹ đề bài để xác định cho chị vấn đề nghị luận cùng với đó là khía cạnh mà chúng ta cần đi sâu nhé. Một đoạn văn 200 chữ sẽ không phải là một bài văn thu nhỏ đâu. Các bạn lưu ý cho chị, không phải là mỗi phần bây giờ chúng ta thay vì viết 5 câu thì chúng mình rút lại còn một câu để nó ngắn lại thành một đoạn văn 200 chữ đâu nhé. Không phải như vậy đâu, mà các bạn cần phải lưu ý cho chị này. Với dạng đoạn văn nghị luận xã hội thì đề bài sẽ đưa ra cho chúng ta một khía cạnh để chúng mình đi sâu thôi. Việc của các em đó chính là xác định đúng khía cạnh đó để trong đoạn văn của chúng mình tập
trung làm rõ đúng khía cạnh mà đề bài hỏi. Ví dụ như ở đây, đề bài thì yêu cầu chúng mình nêu về biểu hiện của truyền thống tôn sư trọng đạo thôi. Thế thì về phần giải thích này, hay là về phần ý nghĩa, vai trò, vân vân, chúng ta hoàn toàn có thể tiết chế lại chỉ ở mức nhắc đến thôi, hoặc thậm chí là chúng ta chỉ tập trung vào biểu hiện cũng đã rất là ok rồi các bạn nhé. Được không nào? Các em hình dung ra không? Vậy thì với một vấn đề như vậy, với khía cạnh là biểu hiện của truyền thống tôn sư trọng đạo, thì chúng ta sẽ viết như thế nào? Chúng ta sẽ cùng lắng nghe bài văn viết mẫu, đoạn văn viết mẫu cùng với chị nhé. Được không nào? Đoạn văn viết mẫu được trích trong cuốn Sổ tay chinh phục nghị luận xã hội. Đoạn văn của chúng ta như sau. Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy, mỗi chúng ta trên bước đường trưởng thành đã nhận được biết bao tình yêu thương và sự dạy dỗ. Trong đó không thể không kể đến công ơn dìu dắt của người thầy. Một câu đầu tiên nhé, được không nào? Một câu đầu tiên là đã dẫn dắt vào vấn đề rồi. Trong khuôn khổ của đoạn văn của chúng ta không cho phép chúng ta viết quá dài dòng đâu. Nên nếu như mà bạn nào vẫn còn lăn tăn về phần này, các em hoàn toàn có thể là đi trực tiếp vào vấn đề luôn. Ok chưa? Tiếp tục này. Trân trọng và ngợi ca công lao của người làm thầy, dân tộc ta luôn gìn giữ và phát huy truyền thống tôn sư trọng đạo. Đến nay, truyền thống ấy vẫn được tiếp nối và có nhiều biểu hiện phong phú. Đó, câu nêu vấn đề của chúng mình là đã khẳng định luôn là truyền thống tôn sư trọng đạo vẫn luôn được tiếp nối và hiện nay có nhiều biểu hiện phong phú. Như vậy là chúng ta đã đạt được cái điểm là tập trung vào đúng vấn đề rồi đấy, chúng mình không bị lạc đề nhá. Tiếp tục này. Vậy, thế thì biểu hiện của truyền thống tôn sư trọng đạo chúng ta sẽ trình bày dưới một cái hệ thống lý lẽ và dẫn chứng như thế nào? Thì bây giờ sẽ bắt đầu đi vào bàn luận này. Trước tiên là những biểu hiện tích cực. Đó là lòng biết ơn, sự tri ân xuất phát từ xúc cảm chân thành và sâu sắc. Dưới ánh mặt trời không có nghề nào cao quý hơn nghề dạy học. Bằng tâm huyết, bằng tình yêu thương vô bờ, thầy cô không chỉ truyền trao tri thức mà còn mang đến những bài học làm người cho học trò. Cảm nhận được biết bao điều đáng quý ấy, xuất phát từ tấm lòng chân quý và kính trọng thầy cô, người làm trò luôn có những cách biểu lộ lòng tri ân thực đẹp và ý nghĩa. Đó là cái cúi đầu chào lễ phép, là sự chăm chú lắng nghe bài giảng, là từng nét bút, dòng chữ hăng say học tập, cố gắng nỗ lực từng ngày để không phụ lòng thầy cô. Truyền thống tôn sư trọng đạo không phải điều gì lớn lao mà nằm ở những tình cảm, hành động chân thành của học trò. Tôi đã thực sự xúc động trước câu chuyện 19.000 cánh hạt giấy được các bạn học sinh trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Lương Thế Vinh tự tay gấp cẩn thận, với mỗi cánh hạt là một điều ước hướng về người thầy Văn Như Cương đáng kính đang phải chống chọi với căn bệnh quái ác. Tất cả các em đều hiểu rằng sức khỏe của thầy Cương phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, nhưng họ luôn tin những chú hạc họ đang gấp sẽ là một món quà tinh thần nhỏ giúp thầy vững vàng hơn về ý chí chống chọi với nỗi đau của bệnh tật. Tất cả đó là tình thầy trò nồng thắm, là lòng biết ơn chân thành và tình yêu thương đã thực sự được lan tỏa. Như vậy là với phần chị vừa mới đọc, chúng ta đã chỉ ra được những biểu hiện tích cực của truyền thống tôn sư trọng đạo trong xã hội ngày nay, đúng không nào? Đó là việc mà người học trò biểu lộ cái lòng biết ơn của mình này, biểu lộ cái sự tri ân của mình đối với những người thầy, người cô, đối với những người đã truyền trao tri thức cho bản thân. Đó không phải là những điều gì quá lớn lao, nó sẽ xuất phát từ tình cảm chân thành và những hành động rất đỗi giản dị, nhưng xuất phát từ chính trái tim. Và ở đây các em có thấy là chị đã lấy dẫn chứng ra không? Chị đã lấy dẫn chứng là câu chuyện về 19.000 cánh hạc giấy được các bạn học sinh ở trường Lương Thế Vinh tự tay gấp lại và gửi tặng đến người thầy đáng kính đang phải chống chọi với căn bệnh ở trong bệnh viện. Nhờ có món quà ấy, có lẽ là căn bệnh của thầy sẽ không thể thuyên giảm ngay, cũng có lẽ là căn bệnh đó sẽ không phải nhờ 19.000 cánh hạc giấy ấy mà có thể khỏi bệnh. Nhưng chính cái món quà ấy đã là minh chứng cho tình thầy trò nồng thắm, và nó sẽ là cái động lực về mặt tinh thần để người thầy vượt qua được cái căn bệnh quái ác, đúng không nào các em? Và đó là một dẫn chứng, chị thấy là đó là một dẫn chứng rất là hay mà các bạn có thể học tập được từ trong đoạn văn này.
thay vì việc chúng ta sử dụng những dẫn chứng còn quá là cổ rồi, quá là cũ rồi, quá là quen thuộc rồi, thì chúng ta hãy đem những làn gió mới vào trong bài viết của mình đi. Nếu như bạn nào cảm thấy rất ấn tượng khi mà chị đọc đến dẫn chứng này, thì các em cũng đủ hiểu được rằng là vai trò của dẫn chứng mới mẻ trong đoạn văn là rất quan trọng. Đúng không nào? Một dẫn chứng mới này, một dẫn chứng hay thì sẽ giúp cho đoạn văn của chúng mình được nâng cấp lên và nó sẽ ấn tượng hơn rất là nhiều so với việc là chúng ta sử dụng những dẫn chứng mà chỉ cần mới nhắc đến thôi người ta đã biết là em định nói cái gì rồi. Đúng chưa nào? Đúng không? Đúng không? Nhá, vậy nên rằng là từ đoạn văn này các bạn cũng có thể đưa ra thêm một cái lưu ý khi chúng mình viết nghị luận xã hội. Đó chính là gì? Là phải cố gắng có được những dẫn chứng thật là đặc sắc. Thế thì cuốn sổ tay chinh phục nghị luận xã hội sẽ giúp cho các bạn phần đấy nhá. Bởi vì sao? Bởi vì là trong cuốn sổ tay chinh phục nghị luận xã hội này, bên cạnh những đoạn văn viết mẫu với 60 đoạn văn viết mẫu, với 50 đề bài đã có đáp án cụ thể, thì chúng ta còn có phần dẫn chứng nữa. Đó chính là những dẫn chứng rất là cụ thể này, được trình bày rất sinh động, đẹp mắt và với nội dung là sử dụng được với rất nhiều những chủ đề. Đó là những dẫn chứng được sắp xếp theo những chủ đề, ví dụ như lòng dũng cảm này, hay là ví dụ như là tinh thần hiếu học này, hay là tình yêu quê hương đất nước này. Cùng với đó luôn có những dẫn chứng cập nhật về dịch Covid-19 hay là về bão lũ miền Trung, vân vân. Đó, vậy nên rằng là các bạn cứ yên tâm khi chúng ta sở hữu cuốn sổ tay chinh phục nghị luận xã hội này nhá. Đó, thế nếu như mà các bạn cứ hay e ngại là em sưu tầm dẫn chứng mất nhiều thời gian lắm, tìm kiếm mất lâu lắm, thì các em hoàn toàn có thể tham khảo cuốn sổ tay này. Ok chưa? Một cuốn sổ tay nhỏ xinh thôi nhưng mà nhỏ mà có võ đấy. Có rất nhiều những nội dung để chúng ta tham khảo được. Đây, ví dụ như là dẫn chứng chị vừa mới cung cấp đến các bạn. À, được chưa nào? Như vậy là chị đã trình bày xong về những biểu hiện tích cực của truyền thống tôn sư trọng đạo trong xã hội ngày nay. Như vậy đã đủ chưa? À, chưa đủ. Nếu chỉ như vậy thôi thì đoạn văn của chúng ta mới chỉ nhìn ở một khía cạnh thôi, ở một góc độ thôi. Bây giờ chị muốn đưa thêm những biểu hiện tiêu cực của truyền thống tôn sư trọng đạo trong xã hội ngày nay nữa cơ. Vậy chị sẽ viết tiếp như thế nào? Các bạn sẽ cùng lắng nghe nhé. Phần trước chị đang dừng lại ở dẫn chứng về thầy Văn Như Cương và các bạn học sinh ở trường Lương Thế Vinh. Đúng không nào? Đó chính là câu mà tất cả các em đều hiểu rằng sức khỏe của thầy Cương phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Nhưng họ luôn tin những chú hạc họ đang gấp sẽ là một món quà tinh thần nhỏ giúp cho thầy vững vàng hơn về ý chí chống chọi với nỗi đau của bệnh tật. Tất cả đó là tình thầy trò nồng thắm, là lòng biết ơn chân thành và tình yêu thương đã thực sự được lan tỏa. Tuy nhiên, thật đáng buồn khi vẫn còn đó những ham muốn danh lợi, đội lốt lòng tri ân trong truyền thống tôn sư trọng đạo. Những món quà lớn lao giá trị vật chất mà chẳng có chút tấm lòng chân thành, những lời cảm ơn chỉ mang tính hình thức, những câu chúc chỉ mang tính chất chúc cho có. Đó là những biểu hiện tiêu cực trong mỗi mùa tri ân thầy cô mà mỗi khi nhắc đến ta không khỏi xót xa và trăn trở. Thời gian chảy trôi, đời người có biết bao nhiêu biến chuyển, nhưng từ trái tim sẽ đến với trái tim. Tôi tin những tình cảm chân thành sẽ đưa ta đến với chân trời của lòng biết ơn và tình yêu thương đúng nghĩa. Đó là toàn bộ đoạn văn của chúng mình đấy. Vậy là trong đoạn văn này nhá, thứ nhất là chị đã tập trung hoàn toàn vào đúng khía cạnh mà đề bài hỏi, chính là biểu hiện của truyền thống tôn sư trọng đạo. Được không nào? Đó là điều đầu tiên. Điều thứ hai là hệ thống lý lẽ và dẫn chứng của chị đưa ra một cách tuần tự và mạch lạc. Với đây, người ta đọc vào, ở đây là một đoạn văn, thế nên là rất khó để chúng ta có thể giúp cho bạn đọc nhận ra được hệ thống luận điểm của chúng mình. Nếu như là bài văn đi, thì mỗi luận điểm chúng ta viết thành một đoạn, thì người ta đọc ngay câu đầu tiên người ta có thể thấy, đúng không? Nhưng bây giờ cả một đoạn văn 200 chữ như vậy, làm thế nào để người đọc nhìn thấy được hệ thống luận điểm của em? Mà nếu như không nhìn thấy được, nếu như đọc xong mà không hiểu được cái hệ thống luận điểm của em, thì chứng tỏ là bài viết của chúng mình chưa mạch lạc và chưa cặn kẽ rồi, đúng không nào? Thế thì chị có dùng một cái bí kíp nhỏ như thế này, mách nhỏ với các bạn nhé. Và bạn nào mà đọc nhiều ở trong cuốn sổ tay chinh phục nghị luận xã hội thì sẽ thấy này, đó chính là việc chị hay trình bày những câu nêu luận điểm một cách thật là ngắn gọn, được không nào? Một cách thật là ngắn gọn và dùng những từ nối, ví dụ như ở đây, ví dụ như ở đây, khi đi vào phân tích nhá, khi đi vào bình luận thì luận điểm đầu tiên của chị đó chính là những biểu hiện tích cực. Vậy nên chị dùng một câu trước tiên
là những biểu hiện tích cực. Sau đó chị đi nêu ra những biểu hiện tích cực của truyền thống tôn sư trọng đạo này, dùng dẫn chứng để chứng minh cho biểu hiện đó. Ok chưa? Xong về phần đấy nhá. Sau đó chị chuyển ý này. Bên cạnh đó, được không nào? Hay là tuy nhiên, thật đáng buồn khi vẫn còn đó những ham muốn danh lợi, đội lốt lòng tri ân trong truyền thống tôn sư trọng đạo. À, nhìn vào đó thôi, nhìn vào cái chữ tuy nhiên này thôi, là người ta biết là ở đây bạn này đang muốn nêu ra một cái khía cạnh khác, một cái góc nhìn khác. Đó, vậy nên rằng ấy, trong cái khuôn khổ của một đoạn văn 200 chữ sẽ cần rất nhiều những kỹ năng từ phía các bạn để làm sao để chúng ta đưa được hệ thống luận điểm một cách rõ ràng nhất, để giúp cho người đọc đọc lên mà vẫn thấy được hệ thống luận điểm rõ ràng của em này, thấy được dẫn chứng để chứng minh cho các lý lẽ của mình này, được không? Thay vì việc là chúng mình cứ viết xong rồi không có một cái định hướng gì cả, thì chị khuyên là chúng mình nên đọc thật là nhiều để hình dung ra được nhá, để hình dung ra được hệ thống luận điểm chúng ta sẽ triển khai như thế nào. Ok chưa? Điều đó rất là quan trọng đấy. Điều đó rất là quan trọng. Và nó sẽ chiếm từ 30-50% số điểm của câu nghị luận xã hội. Nếu như mà bạn nào, thứ nhất chúng ta xác định sai vấn đề nghị luận, thứ hai là hệ thống luận điểm không rõ ràng, không mạch lạc, thứ ba là dẫn chứng không mới mẻ, dẫn chứng rất là quá cũ rồi, quá là quen thuộc, và phân tích dẫn chứng không sâu, thì đoạn văn của chúng mình sẽ không bao giờ được điểm cao đâu. Nhớ nhá, các bạn nhớ cho chị điều này. Ok chưa? Được không nào? Nhớ đấy. Thế nên nhá, qua phần học ngày hôm nay, chỉ với một ít phút thôi, chúng ta đã có được rất là nhiều những lưu ý khi viết nghị luận xã hội rồi, đúng không? Từ một đề bài cụ thể, hãy cố gắng ghi nhớ cho chị những lưu ý mà chị vừa mới nhắc đến cho chúng mình nhá. Thứ nhất này, là việc chúng ta xác định đúng khía cạnh mà đề bài hỏi. Thứ hai là việc mà chúng ta phải trình bày hệ thống luận điểm một cách rõ ràng nhất có thể. Thứ ba là hãy cố gắng đưa vào trong đoạn văn của mình những dẫn chứng thật hay, thật đắt và phân tích nó một cách xác đáng nhất nhé. Đó là ba lưu ý mà ngày hôm nay chị đem đến cùng với chúng mình. Ok chưa nào? Được không? Được không? Và tất cả những lưu ý này chúng ta sẽ đều thấy rõ ở trong những đoạn văn mẫu trong cuốn sổ tay chinh phục nghị luận xã hội. Giới thiệu thêm về cuốn sách này cho những bạn nào còn đang băn khoăn nhé. Đây là một cuốn sách mà chúng mình sẽ tập trung vào chỉ cái mảng về nghị luận xã hội thôi. Một mảng văn học, một cái mảng làm văn mà khiến cho không ít bạn nhỏ đau đầu. Đúng không nào? Về phần nghị luận xã hội thì trong cuốn sổ tay này sẽ gồm có 3 phần chính. Phần thứ nhất là phần về lý thuyết, tức nghĩa là phương pháp làm bài. Phương pháp làm bài sẽ được trình bày dưới dạng là mở đoạn chúng ta viết như thế nào, thân đoạn viết ra làm sao và kết đoạn viết như thế nào. Đặc biệt trong phần lý thuyết này có những công thức hướng dẫn các em viết luôn. Tức nghĩa chúng ta chỉ cần áp dụng vào từng đề bài thôi là đã có cho mình những phần mở đoạn và phần kết đoạn rất là hay rồi. Được không nào? Rất là tiện lợi nhá. Thứ hai, phần thứ hai đó chính là kho dẫn chứng khổng lồ. Là kho dẫn chứng mà có cả những cái tấm gương người thật, việc thật rất nổi tiếng trên thế giới. Cũng có những câu chuyện rất đỗi cập nhật về tình hình dịch bệnh này, hay là về đợt lũ lụt miền Trung vừa rồi. Đó, và phần thứ ba chính là 60 đoạn văn viết mẫu với 60 đề bài trải dài ở tất cả các mảng nội dung, như là hiện tượng đời sống này, hay là tư tưởng đạo lý này, hay là chứng minh nhận định này, hay là nghị luận về một hình ảnh, hay là nghị luận về một câu chuyện, hay là nghị luận về một đoạn thông tin ở trên một bài báo nào đó. Hệ thống 60 đề bài này rất phong phú để chúng ta có thể tham khảo được nhiều nhất có thể tất cả các dạng đề có thể ra vào về nghị luận xã hội các em ạ. Được không nào? Nhá, có cả dạng về hình ảnh mà các năm vừa rồi Thành phố Hồ Chí Minh hay thi đấy. Các em thấy không? Thành phố Hồ Chí Minh những năm vừa rồi ấy, thì đề thi vào 10 phần nghị luận xã hội thường là sẽ đưa ra cho chúng ta những hình ảnh hoặc là những câu chuyện mang sức gợi rất là lớn. Và chúng mình sẽ cần phải đưa ra quan điểm của mình xoay quanh những hình ảnh đó, xoay quanh những cái vấn đề được đặt ra như thế. Được không? Thì trong cuốn sổ tay chinh phục nghị luận xã hội này cũng có đầy đủ những dạng đấy nhá. Các bạn hoàn toàn có thể tham khảo. Ok chưa? Được không nào? Đó, đấy là phần thứ 3. Và bên cạnh đó thì trong cuốn sổ tay này còn có hệ thống 50 đề bài để các em có thể tự luyện tập nữa. Sau khi chúng ta làm xong, chúng ta có thể quét mã hoặc là nhắn tin về cho các anh chị để được nhận phần đáp án nhé. Đấy, vậy là chúng ta vừa học tập này, vừa rèn luyện này. Thế nên là chị rất mong có thể đồng hành cùng với các bạn thông qua cuốn sổ tay chinh phục nghị luận xã hội này. Ok chưa?
Đó. Rồi, rất là cảm ơn các bạn. Nếu như mà bạn nào đã sở hữu cuốn sổ tay chinh phục nghị luận xã hội này thì chị chỉ khuyên một điều thôi, hãy chịu khó đọc nhé. Và chúng ta đừng đọc theo cái cách là học thuộc lòng, mà chúng ta hãy đọc và sử dụng những chiếc bút ghi nhớ của mình này, hoặc là ghi chép lại vào trong một cuốn sổ riêng của mình nữa, về những dẫn chứng mà các em cảm thấy tâm đắc, về những câu văn mà các em cảm thấy hay. Thay vì việc chúng ta học thuộc lòng, không phải đâu nhá, văn mẫu không phải để học thuộc lòng đâu, mà văn mẫu là để các bạn tham khảo, để chúng ta đọc thật kỹ, nghiền ngẫm và học hỏi được cách diễn đạt. Ok chưa? Đấy. Vậy nên là có cuốn sổ tay này thì phần nghị luận xã hội sẽ không còn quá khó với chúng ta nữa đâu nhá. Ok chưa? Đúng rồi đấy, chính xác. Nếu như mà bạn nào còn băn khoăn về sách, có thể nhắn tin về cho chị để chúng ta đọc, bạn đọc thử để hiểu được, để trải nghiệm những cái bài văn, những đoạn văn ở trong cuốn sách này nhá. Đó, ok chưa? Rồi. Với khuôn khổ của một đoạn văn thì chúng ta viết rất là nhanh thôi. Bình thường thì trong đề thi của chúng ta với cấu trúc là 3 phần: đọc hiểu này, nghị luận xã hội này, nghị luận văn học này, thì phần nghị luận xã hội là dưới dạng một đoạn văn, đúng không? Đa số các tỉnh thành là viết dưới dạng đoạn văn, cũng có một số tỉnh là viết bài văn. Thế nhưng mà tuy nhiên là dạng đoạn văn thì sẽ gây nhiều cái sự khó khăn hơn với các bạn. Chúng ta cứ nói là viết văn dài thì khó, nhưng thật ra nhá, viết văn dài thì dễ chứ viết ngắn là khó đấy, đúng không? Bởi vì cần cái sự cô đọng từ phía các em này. Các em hay bị mắc cái tật là dài dòng mà, viết nhiều, viết dài, bây giờ mà yêu cầu cô đọng lại là hơi bị khó đấy. Ok chưa? Thế nên là bắt buộc chúng ta phải rèn luyện thôi. Bắt buộc là chúng ta phải chủ động có cho mình hệ thống tài liệu này, hệ thống kiến thức này, hệ thống phương pháp này, để chúng mình luyện tập đúng đắn thì chúng ta mới có thể cải thiện được. Đúng chưa? Đó. Rồi, ok. Vậy nên rằng là trong buổi trưa ngày hôm nay, với một đoạn văn rất ngắn gọn thôi, nhưng mà chị tin là chúng ta đã rút ra được những lưu ý quan trọng khi viết nghị luận xã hội rồi đấy. Đặc biệt là viết đoạn văn nghị luận xã hội. Một vấn đề không còn quá mới mẻ với chúng mình, đó chính là về truyền thống tôn sư trọng đạo. Nhưng trong đoạn văn ngày hôm nay, chúng ta đã có cho mình thứ nhất là cách triển khai hệ thống luận điểm, đúng không nào? Thứ hai là những dẫn chứng hay về truyền thống tôn sư trọng đạo. Thứ ba là những lưu ý khi chúng mình viết nghị luận xã hội rồi. Rất mong rằng từ một đoạn văn như thế này và cùng với rất nhiều các đoạn văn mẫu khác ở trong cuốn sổ tay chinh phục nghị luận xã hội sẽ giúp cho các bạn cải thiện được phần nghị luận xã hội trong bài viết của mình nhé. Được không nào? Rồi, ok. Vậy nên rằng là nếu như các em có thắc mắc gì liên quan đến cuốn sổ tay này, các bạn có thể nhắn tin luôn về cho chị để được giải đáp chi tiết nhé. Ok chưa? Đặc biệt này, thông tin quan trọng mà chị để dành đến cuối phần phát trực tiếp ngày hôm nay mới bật mí. Đó chính là buổi ngày hôm nay là buổi mà chúng mình được miễn phí ship tất cả các đầu sách của Học Văn Chị Hiên. Nên là nếu như mà chúng mình đặt sách trong ngày hôm nay thì sẽ được miễn phí ship đấy. Ok chưa? Nên đừng bỏ lỡ cơ hội này các em nhé. Được không nào? Một món quà nhỏ nhân ngày cuối tuần cho chúng mình, đó chính là chương trình miễn phí ship cho tất cả các đơn đặt sách trong ngày hôm nay. Nên là các bạn nhắn tin về cho chị luôn để chúng mình được áp dụng chương trình ưu đãi này nhé. Ok chưa? Rồi, nhớ đấy, chúng mình đặt sách trong ngày hôm nay, tất cả các đầu sách thì sẽ đều được miễn phí ship. Cố gắng là áp dụng ngay chương trình này để chúng ta được hưởng những ưu đãi khi mà chúng mình muốn sở hữu những cuốn sách của Học Văn Chị Hiên. Được không? Được không? Đó. Rồi, một thông tin quan trọng là chị đã bật mí rồi này. Cùng với đó là rất nhiều những lưu ý khi chúng ta viết nghị luận xã hội. Rất mong là các bạn có thể coi đây là những bài học hay, coi đây là những kinh nghiệm quý báu để chúng ta áp dụng vào trong quá trình học văn nhé. Chị sẽ gặp lại các bạn ở trong những phần phát trực tiếp tiếp theo, xoay quanh những nội dung trong môn văn của chúng mình, để phần nào giúp các bạn học văn một cách dễ dàng hơn. Được không nào? Nhớ là đồng hành cùng với chị trong những buổi phát trực tiếp sau nhé. Còn bây giờ thì chúng mình dành thời gian nghỉ ngơi đi thôi. Cảm ơn các em rất là nhiều vì đã tham gia buổi phát trực tiếp này. Đừng quên là hãy nhanh tay nhắn tin về cho chị để được áp dụng chương trình miễn phí ship khi đặt sách trong ngày hôm nay nhé. Cảm ơn các em rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong những phần phát trực tiếp sau. Bye bye!